chào mọi người. Thì lâu rồi á là Quyên không có giới thiệu cái em Satri bên cửa hàng Quyên. Thì hôm nay là Quyên sẽ cập nhật giá mức trả góp đối với cái dòng mà Satri tư nhân bên cửa hàng Quyên ha. Thì Quyên có đăng trên kênh của Top 5, thì những cái anh chị và các bạn nào á mình có xem kênh của Quyên thì vui lòng đăng ký like và chia sẻ giùm Quyên nha. Thì ở những cái lúc mà sao á, ngoài ra mình mua cho mình mua cho người nhà, thì Quyên sẽ hỗ trợ thêm cho bạn là tiền xăng, tiền hoa hồng nó sẽ nhiều hơn ha. Thì đây là cái em Satri tư nhân. Thì nói chung là chính hãng thì bên Quyên vẫn có màu này, nhưng mà hôm nay là Quyên sẽ giới thiệu trước cái em Satri này đi ha. Còn ở clip sau là Quyên sẽ giới thiệu cái em mà chính hãng nha. Thì màu này là màu xanh tím đen. Thì nói chung nên sẽ chuyển đổi cái màu theo góc nhìn. Nói chung là tùy lúc mà làm màu xanh, tùy lúc nó sẽ làm màu tím, nên là mình nhìn theo tùy góc độ và giấy tờ nó sẽ hợp lệ với lại công an giao thông nha. Nên là mình cứ yên tâm, đừng có lo là mình mua xe này rồi mình chạy á là mình sợ công an nó hay nhìn, nó hay hỏi. Nên các bạn cứ yên tâm là một khi các bạn đã bước chân vào cửa hàng của Quyên mua cái em xe Satri này thì đã đẩy xe ra khỏi cửa hàng rồi là sẽ không có vấn đề gì bên vấn đề giao thông ha. Thì mức mà xe này hiện tại bên cửa hàng là đang có giá là 58.500.000. Thì các bạn cứ yên tâm, giá bên Quyên chắc giá không phát sinh 10% thuế giá trị gia tăng nha. Nhiều khi Quyên cũng nói lại luôn là xe nói chung là tùy thời điểm nó sẽ có chênh lệch, ví dụ 500 triệu thì sẽ có, nhưng mà không có chênh lệch là 10% là 5-7 triệu gì đâu. Nên là các bạn cứ yên tâm và mình chịu khó trả trước giùm Quyên. Tại vì xe này nói chung là nó cũng tùy thời điểm thôi, lúc tăng lúc giảm, nên là mình có khoảng từ 7 triệu trở lên á thì Quyên sẽ hỗ trợ cho mình. Còn nếu như những cái anh chị và các bạn nào mình kinh tế mình eo hẹp một xíu thì mình có thể là, một là mình có thể là đổi xe, mình có thể chọn những cái em mà dòng thấp hơn, ví dụ như là Raider hay là Ad hay vân vân. Mình nói chung là mình chủ yếu là mình thích những nó như thế nào thì có thể là cứ nhắn tin hoặc là alo giùm Quyên là 0968302553 và kèm Zalo nha. Thì mình muốn nhắn tin ở thời điểm nào hay là mình rảnh giờ nào mình cứ nhắn tin cho Quyên. Quyên thấy tin nhắn của bạn là Quyên sẽ trả lời liền cho mình, nhưng mà chịu khó đừng nhắn ban đêm giùm Quyên. Quyên sáng Quyên thấy Quyên mới trả lời được nha. Thì xe này á là bên cửa hàng Quyên đã có lên phụ kiện cho mình. Mâm là mâm zin nha. Mâm này là mâm đỏ, là mâm zin. Nên là mình không có cần phải tốn tiền đổi mâm gì hết. Nếu mà trường hợp mình độ mâm thì phải tốn tiền nha. Và về mâm xe, ví dụ như mình có đổi cái mâm á thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ giảm giá cho bạn là 30%. Và mâm zin là phải gỡ trả cho mình luôn. Ba ga, két nước, chống độ trước, chống độ sau, rồi cạc te là bên cửa hàng cũng đều hỗ trợ cho mình. Nói chung là giảm giá rất rất là nhiều luôn. Chỉ cần trả trước từ 7 triệu trở lên là mình có thể lấy nguyên con xe đi về. Thủ tục thì nói chung là đa phần mọi người đều bây giờ đều xài là căn cước công dân. Mình có chứng minh cũng được, còn không thì có căn cước công dân cũng được nha. Mình kèm theo như là bằng lái xe máy này, hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế. Nói chung là càng có nhiều giấy tờ là càng tốt. Nên các bạn nhìn tổng thể về cái em xe này á, nói chung là nó là khá là nổi và nó cân đối nha. Tại vì nó là ánh tím rồi nên là tem thì cũng phải là tem vàng. Hồi nãy anh quay clip cũng có quay cho mình rồi đó. Nên là những cái anh chị và các bạn nào chọn cái dòng xe này thì vui lòng alo dùm Quyên là 0968302553 và kèm Zalo nha. Tại vì xe nó chỉ có số lượng có hạn, không phải là vô hạn. Nên là mình vui lòng nhanh tay nhanh chân dùm Quyên. Quyên sẽ hỗ trợ cho bạn là nói chung là từ A đến Z luôn, là mình cứ yên tâm, từ biển số, giấy tờ, vân vân. Nói chung là Quyên sẽ hỗ trợ cho mình ha. Thì Quyên cũng đã cập nhật xong cái em xe này và cái giá xe. Thì những các anh chị này và các bạn mình đã thích dòng xe này thì có thể là nhắn tin alo liền cho Quyên nha. Thì Quyên cũng xin kết thúc clip tại đây. Nói chung là cảm ơn các bạn đã xem kênh Top 5 của Quyên. Và Quyên chúc tất cả các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và xin chào nha.